Thưa quý vị, sáng 6 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi ban hành đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được giao tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Quá trình thực hiện, thành phố cần rà soát, đánh giá các tác động để điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp theo thực tế. Về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ áp dụng trên địa bàn thành phố. Diện tích quy định với khu vực ngoại thành gồm 18 huyện, thị xã là 8m² sàn trên một người và nội thành gồm 12 quận là 15m² sàn trên một người. Trước đó, trình bày dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc quy định 15m² sàn một người ở nội thành dựa trên tinh thần kế thừa luật thủ đô và quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết, quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú. Theo ông Nguyễn Hải Trung, căn cứ tính chất đặc thù của địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất cần quy định phân vùng khu vực và phân vùng diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Sau đó báo cáo thẩm tra tại phiên họp, đại diện Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đồng tình với việc ban hành nghị quyết này, nhưng cho rằng việc này chỉ là giải pháp trước mắt để từng bước giải nén, giảm tải áp lực về quy mô dân số cho các quận nội thành nói riêng và sẽ đạt kết quả khi thực hiện đồng bộ các giải pháp khác. Trong thời gian tới, Hà Nội cần xây dựng các cơ chế, chính sách, sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các công cụ thị trường khác để điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng dân số. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội còn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù có hiệu quả trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, di dời cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành. Ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.